Mua giày về là để cày. Chắc chắn là như vậy rồi. Đây cũng là thành quả sau 2 năm cày cuốc và cũng là số 28 giày sữa lần này. Sau hơn 2 năm sử dụng thì cái phần da của đôi giày này vẫn còn rất là ổn. Nó bị nhăn, chắc chắn rồi. Nhưng có một cái vị trí mà cần phải lưu tâm tới cái đôi giày này, đó chính là ở đây. Nó khá là căng, cả hai chiếc luôn. Cái đôi đế này cũng đã chứng minh được rằng là bạn chủ nhân này đã cày đôi giày rất là hạt co luôn. Những cái phần đế tiếp xúc với mặt đất đã có dấu hiệu bị mòn đi, đặc biệt nhất là ở phần gót. Da cũng căng, đế cũng căng luôn. Chắc phải nhờ tới mấy anh thợ rồi. Đi thôi. Nói gì nữa giờ, đồ quýt chăm sóc đôi chân khoan, nói chứ cũng phải xem qua xíu đã. Cái phần dài các bạn cũng đã thấy rồi đúng không? Có cái vị trí này á thì nó bị khá là nặng, cho nên là bên mình cũng cố gắng hết sức thì cũng có thể cứu được khoảng tầm 60 hoặc 70% gì đó. Nói chung mờ đi rất là đáng kể, thấy rồi đúng không? Đế mới, đường may mới, cái phần lót trong á cũng đã bị cũ khá là nhiều rồi. Chính vì thế tiện thể bên mình cũng thay mới cho bạn chủ nhân luôn. Và đây là phiên bản lót mới của bên mình, êm hơn rất là nhiều. Sữa mà cỡ này thì không biết đến khi nào mấy ông mới chịu mua giày mới đây. Hay da, The Wood chăm sóc đôi chân của bạn bằng những đôi giày tốt nhất.